Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện trở lại trước công chúng sau vụ ám sát bất thành hôm 15 tháng 9. Ông đã có những chia sẻ chi tiết về vụ việc và đồng thời ca ngợi các mật vụ, lực lượng hành pháp và nhân chứng tại hiện trường. Cựu Tổng thống Mỹ kiêm ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã xuất hiện và phát biểu tại một hội trường ở thị trấn Flint, bang Michigan. Ông chia sẻ rằng sau khi sự việc xảy ra, ông cũng đã nhận được một cuộc gọi động viên chân thành từ Phó Tổng thống Kamala Harris và ông đánh giá rất cao điều đó. Không chỉ vậy, ông còn cho rằng công việc của một chính trị gia không chỉ có những áp lực mà còn thường phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm. Làm tổng thống là một công việc nguy hiểm, giống như khi bạn đang đua xe hoặc thậm chí khi cưỡi bò tót vậy. Điều đó khá là đáng sợ và đây là một công việc nguy hiểm nên chúng ta phải giữ an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, ông Trump cũng dành lời khen ngợi sự phản ứng nhanh chóng và kịp thời của lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, cũng như một nhân chứng tại đó đã nỗ lực giúp lực lượng chức năng truy dấu nghi phạm. Thủ đô London, Anh dự kiến là sẽ cấm hoàn toàn phương tiện giao thông ở một số tuyến đường trung tâm để thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế. Và bên cạnh đó, thì việc giảm thiểu các phương tiện còn được kỳ vọng sẽ giúp cho thành phố London giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo một kế hoạch được giới chức thành phố London, Anh mới công bố, tuyến phố Oxford nằm trong thủ đô, nơi có một số cửa hàng nổi tiếng như Selfridges hay Marks & Spencer có thể được dành cho người đi bộ để thu hút nhiều người mua sắm hơn. Trong nhiều năm trước đó, phố Oxford thu hút khoảng 500,000 du khách mỗi ngày, nhưng nhiều cửa hàng lớn như House of Fraser và Topshop đã đóng cửa do vắng khách. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến và hợp tác với người dân địa phương và các doanh nghiệp để đảm bảo rằng phố Oxford hoạt động tốt trong nhiều thập kỷ tới. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là lợi ích lớn cho người mua sắm. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu loại bỏ tất cả các phương tiện trên phố để có thêm không gian đi bộ, vì hiện tại phố đã quá đông đúc. Xét đến dân số sống ở đây và du lịch. Kế hoạch trên đã nhận được sự ủng hộ từ Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner. Bà Rayner nhận định rằng điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra việc làm mới và tạo ra hoạt động kinh tế. Nếu kế hoạch trên được chấp thuận, phố Oxford sẽ cùng với các trung tâm mua sắm lớn khác như Quảng trường Thời đại ở New York và La Rambla ở Barcelona sẽ hoàn toàn cấm các phương tiện giao thông lưu hành trong thời gian tới. Giới chức Thái Lan đã ban bố cảnh báo lượng nước lũ khổng lồ từ sông Mekong đang đổ xuống hạ lưu và có thể gây ngập lụt diện rộng ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc. Và đáng chú ý là tình trạng nước sông Mekong đang dâng cao, có nguy cơ gây vỡ bờ. Cơ quan Tài nguyên nước quốc gia của Thái Lan cho biết một lượng nước lũ khổng lồ đang chảy xuống hạ lưu và có thể gây lũ lụt trong tuần này ở các tỉnh Bungkan, Nakhon Phanom, Mukadan, Amnacharon và Ubon Ratchathani thuộc khu vực Đông Bắc của Thái Lan. Trước đó, nhiều địa điểm ở tỉnh Nong Khai cũng nằm ở phía đông bắc nước này đã bị ngập lụt do sông Mekong dâng cao. Khu vực thị trấn ở huyện Muang là một trong những nơi bị ngập lụt nghiêm trọng nhất, khiến mọi hoạt động kinh tế và lưu hành giao thông bị gián đoạn trong những ngày qua. Trong khi đó, tại tỉnh Nakhon Phanom, mực nước sông Mekong hiện nay đang tiếp tục dâng cao. Người dân và các tiểu thương ở dọc sông Mekong đã được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn và sân vận động Nakhon Phanom để trú ẩn tạm thời, đảm bảo an toàn khi nước lũ về. Trước tình hình đó, Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể xảy ra trên khắp đất nước, đi kèm với gió mạnh và thủy triều dâng cao dọc theo bờ biển Andaman và thượng nguồn Vịnh Thái Lan cho đến ngày 20 tháng 9. Malaysia đã đóng băng gần 100 tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của một tổ chức từ thiện, điều hành nhiều cơ sở chăm sóc trẻ em. Các cơ sở này trước đó đã bị cáo buộc là có hành vi lạm dụng trẻ em. Hành vi lạm dụng trẻ em của Tổ chức Dịch vụ và Kinh doanh Ikhwan Toàn cầu bị phanh phui khi mà cảnh sát Malaysia khám xét hơn 20 cơ sở, bắt giữ 171 nghi phạm, bao gồm giáo viên và người chăm sóc, đồng thời đưa hơn 400 trẻ em đến nơi an toàn. Nhà chức trách Malaysia cho biết cơ quan chức năng đã đóng băng 96 tài khoản có liên quan đến tổ chức này và có số dư khoảng 124.000 đô la Mỹ, tịch thu 8 phương tiện liên quan. Tổ chức này ban đầu đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết không điều hành các cơ sở từ thiện bị khám xét ở các bang Selangor và Negeri Sembilan. Tuy nhiên, trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, giám đốc điều hành Nariruddin Ali thừa nhận là đã xảy ra một hoặc hai vụ hiếp dâm tại các cơ sở này, tuy nhiên vẫn phủ nhận cáo buộc về hành vi lạm dụng tràn lan. Nhóm vũ trang Hezbollah cáo buộc Israel tấn công các máy nhắn tin trên khắp Liban, làm 90 chết, 9 người chết và gần 2.800 người bị thương. Trong số đó thì có tới khoảng 200 người ở tình trạng nguy kịch. Giới quan sát nhận định là cáo buộc của Hezbollah đối với Israel đã khiến cho tình trạng căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang.
Một loạt vụ nổ các máy nhắn tin đã xảy ra ở miền nam Liban, vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut và thung lũng PK phía đông. Tất cả những khu vực này đều là thành trì của Hezbollah. Theo truyền thông Liban, hệ thống máy nhắn tin cầm tay đã được kích nổ bằng công nghệ tiên tiến và khiến hàng nghìn người thương vong. Vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, rất nhiều người đã bị thương từ các khu vực, địa điểm khác nhau đã được đưa đến điều trị tại các bệnh viện. Đa số nạn nhân đã bị thương do mang theo công cụ liên lạc, máy nhắn tin bị phát nổ. Hàng loạt máy nhắn tin bị phát nổ được xác định là những thiết bị không dây, có thể gửi tin nhắn mà không cần kết nối Internet. Những chiếc máy nhắn tin này đã được các thành viên của Hezbollah mang theo và sau vụ nổ, nhiều chiến binh Hezbollah đã bị thương và thiệt mạng. Hiện vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân khiến các máy nhắn tin phát nổ. Lực lượng Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau vụ nổ và thề sẽ có động thái đáp trả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi chi tiết và thông tin có được xung quanh vụ tấn công tàn bạo này, chúng tôi cho rằng Israel cần chịu trách nhiệm về vụ việc khiến nhiều người tử vì đạo, gây ảnh hưởng đến dân thường và làm bị thương nhiều người với các mức độ thương tích khác nhau. Bên cạnh đó, một quan chức Hezbollah ẩn danh đã nhận định rằng vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin là sự vi phạm an ninh lớn nhất mà lực lượng này phải gánh chịu xuyên suốt một năm xung đột với Israel. Hiện nay, lực lượng phòng vệ Israel EDF vẫn đang từ chối bình luận về các cáo buộc. Quốc tế cũng đã sớm có phản ứng về vụ việc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Mỹ không liên quan loạt vụ nổ máy nhắn tin ở Liban. Tôi nghĩ còn quá sớm để kết luận điều gì. Chúng tôi đang tiếp tục thu thập thông tin về sự cố này. Tôi không muốn đưa ra suy đoán hoặc dự đoán về những gì có thể xảy ra. Trong ngày, Jordan cho biết nước này sẵn sàng cung cấp bất kỳ hỗ trợ y tế nào cần thiết, các cơ quan y tế Liban cần để điều trị cho hàng nghìn người dân bị thương. Về phía phong trào Hamas, nhóm này đã bày tỏ sự đoàn kết với lực lượng Hezbollah và người dân Liban sau vụ nổ. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quyết định tăng biên chế lực lượng vũ trang trong thời điểm hiện nay là cần thiết để giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng ở biên giới nước Nga. Quyết định này được đưa ra là do có nhiều mối đe dọa tồn vong đối với nước Nga dọc theo biên giới của chúng tôi. Nguyên nhân là do môi trường cực kỳ thù địch ở biên giới phía Tây và sự bất ổn ở biên giới phía Đông. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện các biện pháp thích hợp. Trước đó, ngày 16 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô quân đội Nga thêm 180.000 quân, nâng quy mô tổng thể của lực lượng vũ trang Nga lên 2,38 triệu quân, trong đó có 1,5 triệu quân nhân tại ngũ. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới, đưa các lực lượng vũ trang Liên bang Nga trở thành đội quân có quy mô lớn thứ hai trên thế giới. Đây là lần mở rộng quy mô lực lượng vũ trang thứ ba kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022.